Hello anh em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng là, chắc là lâu lắm rồi đúng không? Thì hôm nay là chủ đề của mình muốn kể cho bạn nghe, đó là câu chuyện là mình sẽ làm một kế hoạch trong 2 tuần sẽ kéo lại khách cho một chủ phòng máy vắng khách. Thì dạo gần đây á, thì ngành net là đang rất là ế mọi người. Thì chủ phòng máy mình thấy cái sang nhượng rất là nhiều luôn á. Bởi vì nó nhiều lý do, thì người thì không còn đam mê nữa, người thì khách không có, quản lý không được. Thì câu chuyện của mình hôm nay muốn chia sẻ cho mọi người đó là một phòng máy nhiều máy lắm, tầm tầm 80 máy. Thì vấn đề của họ đang gặp một vấn đề á là đang là không có khách. Thì có những buổi mà mình có buổi mình hôm ra qua một buổi tối qua một cà phê mọi người, đâu đó đếm được tầm 10 đến 15 khách á, mà với cái tỷ lệ mà 10 15 khách trên 80 máy thì thực sự là quá là ít luôn á. Vậy thì quá thực sự là ế á. Thì khách có gọi mình qua cà phê thì vấn đề đầu tiên á là họ hỏi mình là muốn làm giải đấu. Mình nghe đấy là biết biết vấn đề rồi. Bởi vì tâm lý của khách hàng thì mình gặp nhiều rồi mà. Thì ai mà liên hệ mình mà làm giải á thì có 100% là ế quá, làm một cái giải cho khách. Nhưng mà mình không, mình bây giờ thực sự là mình không có coi trọng làm giải mọi người, mình coi trọng dịch vụ hơn nhiều á. Thì mình khoan để bạn đề cập vào vấn đề giải đi, bắt đầu mình sẽ hỏi thẳng ra câu. Mình có một cái cuốn sổ mọi người. Đầu tiên fanpage của anh bây giờ là đang có bao nhiêu người rồi, khách kêu 4-5 ngàn. Mình nhìn sơ qua mình biết luôn, một bài đăng của họ là có 2 like 3 like. Mình hỏi thẳng luôn, fanpage của anh mua đúng không? Khách bảo ở đúng rồi, xưa anh mua của các quán fanpage của quán cà phê hồi 3 ngàn 4 ngàn, mà bắt đầu lúc mở phòng máy là 5 ngàn. Chết rồi, làm đấy bậy quá. Bởi vì theo mình thì lên làm fanpage phòng máy á, làm được con số không luôn. Đó là người tương tác thật, khách thật là mình dễ tương tác. Rồi bắt đầu mình kể thôi, thế này là không ổn rồi. Bây giờ anh làm một cái group đi, kéo hết khách mình vô. Hôm nào mà khách vào á là nhân viên kêu họ mời họ vô. Bắt đầu sau mình sẽ làm chắc chương trình hàng tuần, bắt đầu là ưu đãi cho khách á. Nhiệm vụ của nhân viên cũng thế thôi, mình kêu làm trong vòng 1 tháng. Tháng 1 kéo được 200 người, bắt đầu làm chương trình đều đều á. Bất kỳ ai tham gia group được 2 tiếng, vui không? Tham gia có quyền lợi mà, khách chẳng lẽ không tham gia được? Họ vô họ chỉ cần comment tên tài khoản là có 2 giờ chơi rồi. Sau đó mình hỏi câu là hiện tại á thì giá giờ chơi bao nhiêu. Cái vấn đề này mình đề cập rất là nhiều, đề cập ở các vấn đề ở cái clip trước mọi người, là vì kinh nghiệm làm nét mọi người. Thì bây giờ là phân khúc của các tỉnh nó không có, của các mỗi địa phương nó không giống nhau. Thì ở Đà Nẵng này theo mình á là địa phương gọi là dễ sống nhất, giá thành thì cũng rẻ hết, từ đồ ăn cho đến thức uống rẻ cực kỳ luôn á. Các bạn có thể mua một tô bún tô phở 15 ngàn, nhưng mà ở Hà Nội Hồ Chí Minh không có giá đó đâu, 30 40 ngàn 50 ngàn. Vậy cái mức sống họ cao lắm mọi người. Nhưng mà rồi đến cả vấn đề có hình nữa, mình cũng có đề cập mọi người vấn đề đó luôn rồi. Phải xem mình đang ở đâu, phân khúc thị trường mình như nào. Đừng bao giờ dùng gọi là da mổ trâu mà giết gà ấy đó, lãng phí lắm. Thì vấn đề thì bây giờ là họ có 10 máy i9 mọi người, 10 máy i9 cộng với 70 máy i5, thì mọi người thấy sao? Bao giờ thu hồi vốn được, bởi vì cái số tiền bỏ ra quá là cao. Chưa kể là mức giá nữa, mức giá hình như là thay đổi một đợt rồi, còn 10 ngàn. Phòng i5 là 10 ngàn, phòng i9 15 ngàn. Mọi người thấy không? Quá là cao luôn á. Quá là cao so với mặt bằng chung chúng ta có 6 ngàn. Net cỏ 6 ngàn là ok rồi. Cyber thì lên được 7-8 ngàn. Đúng không mọi người? Trong khi cái tiếp tục tính mặt bằng. Mặt bằng theo theo mình đánh giá là nó không 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 hề đẹp, bởi vì nó nằm cái đường gọi là rất là khuất, với lại ít
Tính ra là nếu mà về ban đêm thì cái đường nó ít người đi lại lắm người, rất là khó. Vì vậy là để mà kéo khách mà từ cái mặt bằng nó không không có lượng người lưu thông qua lại này nhiều lắm người. Cái tiền đổ vào đầu tư quảng cáo với làm ban đầu á, làm hiệu ban đầu rất là cao, phải làm. Vì vậy là mình theo mình là đánh giá như vậy là rất là khó rồi, khó cực kỳ luôn. Thì bây giờ là còn những vấn đề như vậy, mình sẽ bắt đầu là đề ra. Mình hỏi là bây giờ mong muốn của anh bao nhiêu, mức mong muốn một ngày của anh bao nhiêu, hoặc là một tháng bao nhiêu ấy. Bắt đầu mình chia ra thì đâu đó, à khoan, chúng ta quay lại về bài toán là cái mức tiền thu hàng ngày hiện tại là có bao nhiêu. 2 triệu tiền giờ, các bạn chia đi, chia cho 79 80 máy á, tính ra là một máy một một ngày là có 12 nhà thôi, hoạt động được 1 tiếng. Một máy hoạt động 1 tiếng một ngày thì bạn hỏi là bao giờ làm sao mà thu vốn được, đúng không? Thì bây giờ mình bảo thôi, vấn đề đó là rất là ngang căng rồi. Bây giờ mình dùng số lượng đi, mình dùng số lượng, mình đè chất lượng đi. Thì bây giờ là số lượng là mình bây giờ mình chơi chương trình á là khuyến mãi 100%, thì giá tiền nó đao về 5.000 7.500, thì tính ra cũng bằng giá net cỏ thôi, thì cũng ok mà đao về đó. Thì bắt đầu là mình sẽ bắt đầu là mình chăm sóc lại đao về giá đó, thì bây giờ mình có thể cạnh tranh được với các phòng máy trong cạnh nhá. Giá đó thì bây giờ mình có thể cạnh tranh được với các phòng máy trong cạnh nhá. Bởi vì bạn biết không, ngay cái khu vực đó thôi á, mặc dù nó cũng gần trường, gọi là trường đại học á, đại học rồi trường cấp 2, cấp 3, nhưng mà gần hơn thân trường trường đó là nó có tận 2 đến 3 quán nữa, cũng kiểu cyber nữa, số lượng máy họ cũng ngang ngửa nữa. Thì các bạn hỏi sao cạnh tranh kiểu gì đây, không phải là một sớm một chiều mà mọi người ạ, rất là khó. Thôi chấp nhận thôi, chấp nhận là khuyến mãi, bắt đầu kéo khách vào, bắt đầu chạy khuyến mãi rồi chạy quảng cáo bài đó để kéo khách. Bắt đầu mình lập một cái group kéo hết khách vào hàng ngày, tương tác mọi người, kêu nhân viên, à khách nào đến thì mời kêu khách vào group á. Sau đó là bây giờ chúng ta là quay về vấn đề gần trường đại học, đúng không? Ưu đãi cho chúng nó đi 30%. Tính ra là trong giai đoạn này á, là một đứa sinh viên nó sẽ chơi được là 5.000 nhân cho 7 là 1 tiếng của nó 3 đứa thôi, rất là trung bình luôn, rẻ luôn. Bây giờ mình phải là kéo khách hàng, mà bây giờ mình phải kéo khách. Bởi vì các bạn biết sao không, cho dù các bạn có tiếc tiền đó, thì các bạn giá cao thì các bạn máy các bạn vẫn để đó, nó đâu 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 sự đâu sinh ra tiền đâu. Thì thôi bây giờ là mình giảm giá khuyến mãi đi, mình kéo kéo có khách để cho họ biết về quán rồi á, để cho số lượng nó phủ đều để tặng họ quanh khách. Bắt đầu mình tăng giá lên cũng được. Rồi vấn đề tiếp theo á, thì hiện tại là chương trình như vậy đúng không, bây giờ mình còn là cũng ổn ổn thôi, nhưng mà không thể một sớm một chiều mà chúng ta có thể là làm full được được, nhưng mà có thời gian để cho khách biết đến nữa, mà chưa kể là để cho khách hàng họ biết họ đến nữa. Trong khi đó chúng ta phải luôn luôn cải thiện bản thân, bởi vì nhiều khi chủ quán họ tin vào nhân viên á, nhưng mà không, đối với mình á không tin được. Mọi người cứ nhìn vào là tốt đi, nhưng mà nhân viên nó thật sự nó làm nó không đến đâu hết mọi người, ngay cả cái chương trình mà đề ra mọi người, nhân viên nó còn không nắm rõ nữa, thì sao nó giải thích cho khách hàng được, đúng không? Làm sao giải thích được, nó hỏi những câu rất là ngây ngơ. Ví dụ là khách đến là buổi sáng giảm 50% mà thấy giờ nó hiển thị như vậy, thì khách bảo ô lừa, thì mình nhân viên phải biết trả lời nhá, kiểu như là dạ thì giờ anh chơi thì giá giờ đó giảm là còn 50% giờ chơi thôi, nó hiển thị nó bị lỗi lỗi vậy đó, biết trả lời khách hàng nhá. Bắt đầu mời khách vô là anh ơi hiện tại là con em nó có chương trình như vậy này, mời vào group, thì những bạn mà tham gia group á là được tặng 2 giờ chơi, rồi nếu mà anh là sinh viên á thì anh được giảm thêm 30% giờ chơi nữa. Ồ, phải giải thích đàng hoàng cho khách hàng hàng nhá. Bắt đầu là tiếp tục vấn đề này, mình chuyển qua là vấn đề của chủ quán này. Chủ quán thì tính ra họ cũng bận, là nhiều chủ quán họ không thể kham nổi, nhất là những nước quán á, mà họ sao họ có ba từ 2 đến 3 chủ nữa,
Thì bây giờ phân chia công việc nó thế nào đây? Rồi người thì tâm huyết, người thì bỏ lại. Thành ra là khó lắm mọi người. Giống như bây giờ là một người làm mà hai người lại không làm đó, thì rất là khó. Rồi bắt đầu là mình phục vụ khách hàng. Phục vụ khách hàng thì bây giờ là nhân viên phải cải thiện này, nhân viên là phải biết về chương trình, biết chăm sóc khách hàng, biết nói chuyện khách hàng nào. Bắt đầu mình mới lòi ra là những cái góp ý từ xưa đến nay á, chủ chủ quán cũng đâu biết đâu, lên trên fanpage này, lên địa điểm Google, họ chê quá trời luôn. Họ là vô trong group tạo ra khách góp ý thật lòng là quán thế này thế này, mặc dù là cấu hình cao hơn mọi xung quanh nhưng mà phục vụ tệ đó, bạn thấy không? Biết góp ý và thay đổi thôi. Thì đâu đó trong một tuần nay á, thì mình thấy là lên được 40 khách rồi. Thời điểm được 40 khách thì cũng được một nửa đó. Thì cũng một tuần, hy vọng là một tuần này thì khách sẽ lên lại thôi. Chứ đâu thể một số phát triển được, bởi vì các bạn đã để khách đi quá là xa rồi. Bây giờ để kéo họ lại cần cần phải có thời gian. Giống như ông danh mở rất thính, rất thính rất thính. Để bắt đầu là khách quay trở lại. Bắt đầu mình chăm sóc tốt hơn, chứ mà làm vội vàng với lại là không có tâm huyết đó, nó khó lắm mọi người. Thành ra là phải với mình nhá, trước hết mình phải tốt đã, bắt đầu mình mới nghĩ đến mấy cái đó. Chứ mà cứ lo bởi vì bây giờ mình là bởi vì bây giờ đến cái mức mà khách không có rồi, 10-20 người trong một ngày thì tính tính ra vậy thì quá là ít á. Bây giờ chúng ta phải làm lại đầu mà. Làm lại đầu thì sao? Gian nan. Có nản không? Có chứ. Nhưng mà phải bắt đầu là từ từ. Phải đầu tư vào con người. Và kiên trì hơn. Và biết góp ý hơn nhiều hơn. Bởi vì bây giờ thực ra là ngành nét phải thực ra là nếu mà mở thì phải biết làm thôi mọi người. Không ai hướng dẫn cho bạn mà để bạn tự bơi á, chắc chắn là sẽ là thua thiệt. À chứ làm nét thì dễ thôi, nhưng mà là cái mà bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh á mới khó. À giữ khách rồi chăm sóc khách, cái vấn đề đó là muôn thuở luôn. Nhiều người đôi khi khách bên mình á chụp ảnh rất là full máy á, rất là vui, bởi vì họ biết là họ họ là chỉ dành thời gian ở phòng phòng nét thôi, họ thật chăm sóc khách hàng tốt hơn, sâu sát với khách hàng. Rồi khách hàng họ quý quý chủ quán mà họ ủng hộ. Chứ mà để lơi bơi để đầu những để không có ai quản lý hoặc là những à có để cho mọi người kể cho bạn nghe một phòng máy khác nữa, họ cũng kể cho mình nhá, là họ thuê một đơn vị bên ngoài gọi là freelancer mọi người. Thuê một đội của họ đó. Thì nghĩ sao? Mình mặc dù mình ra chỉ tiêu KPI cho họ nhưng mà họ sẽ đối phó hả mọi người. Đối phó mặc dù mình gọi là mình chi gọi là chỉ phần trăm lợi nhuận cho họ rất là cao. Nhưng mà sao? Gọi là mình chi gọi là chỉ phần trăm lợi nhuận cho họ rất là cao, nhưng mà sao họ đối phó không à, bởi vì họ không không phải là người 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 chậm trong ngành, với lại họ không có kinh nghiệm để gọi là làm nét rồi chăm sóc khách hàng bề nét á, thành ra là đối phó à, cuối cùng sao chả kết quả đi đâu đến đâu cả, rồi sao sang quán, tính ra cũng rất là tiếc. Thì hôm nay là mình chia sẻ cho mọi người để hiểu rõ về kế hoạch thôi, kế hoạch phát triển thế nào, kế hoạch như thế nào thôi. Thì mặc dù Covid nó cũng được qua được 4 5 tháng rồi, nhưng mà bây giờ là nhưng mà cái hậu quả nó để lại rất là to lớn. Rồi xin chào mọi người nha. Hẹn mọi người vào clip lần sau. Bye bye. Có gì cứ comment ở dưới nha.